Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh trong những bản tin trước, khó khăn đã khiến cho không ít trung tâm thương mại ở thủ đô Hà Nội phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động. Một trong số đó chính là trung tâm thương mại Tràng Tiền, được đầu tư 1.400 tỷ đồng và định vị là trung tâm chuyên bán đồ cao cấp. Thế nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động vào năm 2014, trung tâm này đã phải tạm dừng hoạt động để sửa chữa, tái cấu trúc. Vậy sau 2 năm, việc tái cấu trúc đã mang lại kết quả như thế nào? Ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin tối. Nằm ở vị trí ngay sát Hồ Gươm, ngay từ khi ra đời, trung tâm thương mại này đã được định vị là cao cấp, hạng sang khi có sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Chẳng biết có phải vì quá sang hay không mà nó luôn trong tình trạng vắng khách, điều hưu và kém hiệu quả. Cuối năm 2014, Tràng Tiền Plaza đã phải tạm đóng cửa 3 tháng để tái cấu trúc. 2 năm sau, không chỉ thay đổi về diện mạo, sự thay đổi về hàng hóa cùng cách bài trí đã lôi kéo nhiều khách hơn đến với trung tâm thương mại này. Tuy rằng nó là bộ mặt của Hà Nội đấy, thành phố, nhưng mà nhiều khi nó vẫn hơi xa cách với cả người tiêu dùng một chút. Mà đợt này ra thì thấy ở đây nó thấy các cái chương trình mà marketing quảng cáo mình thấy nó rầm rộ hơn. Mình thấy thì Tràng Tiền thay đổi rất là đẹp, trông nó rất là hiện đại, giá cả thì cũng tùy thương hiệu. Theo ban quản lý trung tâm thương mại này, nhờ tái cấu trúc, trong đó bày bán cả hàng cao cấp thế giới với hàng trung cấp, số khách hàng và doanh thu của trung tâm thương mại này cũng đã tăng. Cụ thể, năm 2015, số khách tăng 8,5%, còn doanh số cũng tăng 6,5% so với cùng kỳ. Dù có cải thiện, nhưng ban quản lý trung tâm thương mại này thừa nhận còn không ít khó khăn. Chúng tôi cũng gặp phải không ít khó khăn trong vận hành trung tâm thương mại. Cụ thể là trung tâm hiện có rất ít chỗ để xe, trong khi đối tượng khách hàng chính của chúng tôi khi tới mua hàng ở đi ô tô. Thêm vào đó, việc phải kết hợp giữa nhãn hiệu cao cấp với thương hiệu bình thường cũng tạo ra khó khăn cho những khách hàng cao cấp của trung tâm thương mại. Theo chuyên gia Vũ Vinh Phú, một trong những khó khăn của trung tâm thương mại cao cấp tại Hà Nội là thu nhập của đa số người dân thủ đô chưa cao. Thêm vào đó, theo xu hướng hiện nay, người dân thường tới trung tâm thương mại để đáp ứng nhiều nhu cầu. Hiện nay nó mở ra rất nhiều các cái trung tâm tổng hợp, gọi là shopping, center shopping, đáp ứng được cái nhu cầu rất ngày càng đa dạng phong phú. Cả những cái đó nó sẽ tạo một cái sức ép lớn cho các cái trung tâm mở bán hàng hiệu chuyên dụng, phải tái cơ cấu lại cái cách làm. Ban quản lý trung tâm thương mại Tràng Tiền cũng biết điều này. Để giữ chân khách hàng, năm 2017, trung tâm thương mại này lại tiếp tục cơ cấu. Theo đó sẽ tập trung kêu gọi các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới về đây, thay vì các thương hiệu bình dân, trung cấp. Thêm vào đó, một rạp chiếu phim hay các nhà hàng cao cấp cũng đang được tính toán triển khai để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Và đây có lẽ là xu hướng chung của tất cả các trung tâm thương mại nếu muốn tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh đang rất khốc liệt hiện nay.